Hello anh em, hôm nay mình sẽ review pack độc quyền trên kênh của mình. Nhân dịp mình được 700 sub. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhưng mà cái pack này từ lúc mình 400 sub rồi cơ. Nhưng mà không sao, miễn là anh em có pack để dùng là được rồi. Cách tải làm sao thì mình sẽ để một cái video ở trên góc này, hoặc là mình sẽ để dưới phần mô tả. Thật sự là con số 1000 sub sắp tới rồi anh em ạ, nó chỉ một chút nữa thôi. Và đó chính là sự trợ giúp của anh em. Anh em chỉ cần lướt xuống subscribe và like cho mình một cái, để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video như này hơn. 1k sub thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái pack mới rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ vào chơi game luôn. Ok. Ok, và mình đang ở trong cái pack này rồi. Thì pack này chính là pack Chocopiat. Đây là người làm đây. What the fuck? Okay, bà. Yeah, su. Đi ra làm cái bắt cho cô Biat của chúng thì phải chơi khi phải 100 tiếng mỗi ngày mới làm được. What? Mạnh. Cũng về thì pack này cực kỳ smooth nha. Mình quay mà không lắc đâu. No. Cái thức ăn để chúng ta có hình của Chocopie. Tại vì sao cái pack này có tên là Chocopie? Bởi vì mình thích ăn Chocopie. Bởi vì mình thích ăn Chocopie. Red sang đi. Bọc rồi. Ôi, vai chuột ơi, chạy chuột ơi, ring nó kìa chuột ơi, ring oh, nó kìa chuột ơi. Oh shit. Run đi. Đây kìa, đây lên trên đỉnh sao hậu thôi. Thấy, tôi thấy. Dưới này. Cái buổi tối là CK. Đây. Đám ạ. Bây giờ nhảy cái đám kìa. Hay quá. Đi qua hết rồi. À, thôi. Thôi. Lâm là speed tao ấy. Ôi. Hai thằng lên lúc nào ấy không biết. Đúng rồi, cũng tên bên nhà bị gạt theo. Thì trong cái bách này thì nó có một cái sao khá là đặc biệt, sao phá giường. Sao khá là đặc cầu, ha ha ha. Thì mình sẽ cho các bạn nghe, mở cho các bạn nghe rồi. Đứa chun vàng. Đứa chun vàng. Đi chun mét đi, vàng đi chun vết. Không chun mua giáp. Đáng ghét. Quá hoan. Tia bọc giường nhá. No. Tờ. In kìa. INC. Kìa. Ơ. Dạ, bữa nay nhiều. Chết luôn ạ. Biết thôi, Ken ơi, kia thì thôi. Ôi giời, tao đâu lấy gì không? Thôi về đi Nam ơi, về nhà đi. Tao quay đi lượm em bắt rổ nha, hai pin. Đi hai đi. Quá, chú lại chết rồi. Không. Cái bắt này là cũng lâu lắm rồi mà chưa có review. Bắt bắt này từ lúc 400 sub rồi nhưng mà giờ mới review 700 sub rồi mới review. Anh em lại giao chung ngay vàng chun biểu phát nữa. Đấy nha. Video nào cũng thế đấy. Chúng ta phá dùng một cái giường, chúng ta sẽ con cừu đấy. Ok chưa? Ok nhá. Okay. Kế bên nhà ok. Oh, coffee fine. Bóng dương, bóng dương. Go. Lại mua đồ không được. What the fuck? Tia. Thì em muốn nghe thấy tiếng của địa ngục không? What the fuck? Ui! Blue sang! Lắc rồi anh em ơi! Thật là tôi ăn hại quá, tôi lắc quá. Oh, hả? Blue bé chết rồi. Vậy? What the fuck? Mẹ đánh kinh quá! À, cờ lớt nha. Ô, blue bay bét nha anh em. Ngon quá. Second kill. Anh em có 2 kill kìa. Ra blue second kill. What the fuck lag rồi. Big. Mày. Trên lag cũng thật kìa, 200m dép là quá à. Mày chim đâu. Hay như cái này. Cái lộn cái này nó cháy quá anh em. Đói, ren là ui. Damn. Khủng khiếp thế. Ôi,
Cửa gì vậy? Chú phát thường, chú phát thường, chú phát thường, chú đó. Đang đi vừa. Thằng nào đây? Kết nhẹ xuống đi, chú phát thường chưa? Phát. Ui, không phát được. Ôi. Ui, kè lắc ấy, kè lắc ấy. Kè này. Lần thứ N bị té rồi. Thôi, để cho bạn nha lộ phá. Đúng rồi. Okay. Đúng rồi. Bây giờ mình nhảy xuống mình ăn kêu rồi. Cho xin. Bully. Billy. Bully this guy. Kêu vậy. GG. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe và... Nhanh đấy. What the fuck? Nhanh vậy. Thắng là được rồi. Thôi, 1-1 đi. Đúng rồi, okay. Đây bây giờ bạc lại thêm mấy người. Bye, 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 bye.